Hello, góc cung nghệ.com bên mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 2021. Bạn nhé. Hôm nay thì mình cũng chốt một đơn hàng của anh Henry. Đây, anh đã chuyển cọc cho mình 500.000 qua ngân hàng Ngoại thương Vietcombank các bạn nhé. Anh mua một cây PC chơi game các bạn nhé, một cây PC chơi game. Anh em mình đã giao dịch từ trong buổi sáng nay thôi. Buổi trưa là anh chốt luôn rồi. Đây, gửi ảnh các thứ để giao dịch với nhau một chút. Đấy, đây linh kiện này chuẩn bị ráp cho anh, gửi anh xem đây. Đấy, linh kiện chuẩn bị cho anh đây. Trước khi ráp gửi đây. Đấy thì ngoài những cái giao dịch ở trong Zalo này như này thì hôm nay em xin phép mình cũng xin phép tất cả các bạn. Bên mình sẽ ra review giới thiệu qua cận cảnh từng linh kiện chuẩn bị ráp và gửi vào trong Đồng Nai cho anh nhé. Đây, linh kiện của anh là mình đã cắm test từ sáng rồi. Anh chốt từ sáng thôi. Đấy thì là mình lại tháo ra và để đây review cho anh em xem. Cái bộ của anh là bộ game phổ thông thôi. Thì mình vẫn dùng cho anh cấu hình quốc dân. Đó chính là main Gigabyte H81 DS2. Đấy. Và con chip mình đang sử dụng ở bên trong đó là chip i3-4150 bạn nhá, kèm quạt fan tốc, và đây là một thanh RAM 8GB của Kingston các bạn nhá, RAM 8GB Kingston để chống một thanh để sau anh có nhu cầu lâng. Đây là chiếc main của chúng ta, main chip RAM rồi, hôm nay mình đã cắm vào test rồi. Đấy, ổ cứng thì mình đã cài win rồi. Cái xử lý đồ họa cho game thì mình trang bị cho anh một con cạc màn hình của Galax GTX 750 Ti các bạn nhé, hai fan to đùng, chạy chỉ có mát rưỡi thôi các bạn nhé. Đấy, 6 pin nguồn phụ. Đây là ổ cứng 120 GB hàng xịn, cấp nguồn cho tổng thể bộ nguồn máy tính chúng ta này, có nguồn Cooler Master 460W, Cooler Master đây, nặng trịch. Và đây là những cái quạt led để mình trang trí vào cây cho anh. Đây, dây SATA tặng thêm cho anh. Mình chỉ lắp một ổ cứng SSD 120 thôi. Còn anh sẽ phải lắp thêm HDD anh có rồi. Đây. Thì đây là sẽ là vỏ cây của anh. Vỏ cây Viettec X19. Trên là mặt nhựa và có giải led. Đây là mặt kính cường lực do sau một quạt hút. Ở đây trên này cũng quạt. Cái vỏ mình cũng đã lắp khá nhiều rồi. Đấy, cái này thì là, cũng là vỏ kính, thì khi ship COD vận chuyển qua nhà vận chuyển Viettelport thì bên mình sẽ phải bọc rất là kỹ, rất là nhiều xốp. Nói chung là cái khâu bọc cái cây kia cũng rất là tốn kém, bởi vì xốp và bọc bong bóng mình phải đi mua, phải quăng cuốn thật nhiều để gửi cho anh về cho rất là yên tâm, để không vỡ, không sứt một tí kính nào. Mình đã gửi vào cho em Vũ ở Đồng Tháp rồi, cũng một cây kính cường lực cũng kiểu đấy, thì lần này mình sẽ gửi tiếp một cây nữa vào Đồng Nai, cũng là có chữ đồng nhưng mà một bên tháp một bên lai các bạn nhé. Đấy thì em xin cảm ơn anh Henry gì đấy, anh đặt tên tiếng Anh thì em cũng hơi khó gọi một chút. Đấy thì khi nào em gửi cho anh, em build xong em sẽ xin thông tin cụ thể của anh sau. Bây giờ em xin phép là build cho anh cái cây này và cài những ứng dụng cơ bản và cài sẵn những phần mềm hỗ trợ từ xa Ultra View các bạn nhé. Thì có nhiều các bạn có thể thắc mắc hỏi là mua quái gì mà xa thế, hơn 1.000 cây số em ở Hưng Yên mà sao anh ấy tận trong Nam mà lại mua của bọn em, và anh Vũ đồng và em Vũ Đồng Tháp mua rất là nhiều và các bạn cũng đã mua rất là nhiều. Vì sao mình bán thế? Bởi vì bên mình khẳng định được với các bạn, mặc dù đây là hàng cũ nhưng mình vẫn bảo hành cho bạn dài hạn. Cái đầu tiên các bạn nghĩ có thể là xa thế bảo hành cái quái gì, không đâu bạn. Mình sẽ khi các bạn gặp trục trặc gì gọi video qua Zalo cho mình hướng dẫn các bạn khắc phục qua. Ví dụ sốc RAM các bạn nổ ra cắm lại, nau chân cắm lại không lên đúng không, thì mình xem hiện tượng của bạn bị làm sao. Bạn cao nếu mà không lên hình, bạn nhổ cạc ra cắm vào main, nó lên hình thì coi như là cạc đang có vấn đề. Bạn nau chân PCI đi cắm lại mà lên hình ok các bạn cứ chơi. Nếu có vấn đề gì mà do cạc, mình chuẩn đoán do cạc, bạn gửi cạc qua đây cho mình, gửi qua đường Viettelport chỉ mất vài hôm thôi. Đấy, còn cước phí là mình chịu bạn nhé, gửi ra đây cho mình. Đấy, xong cái vấn đề nữa là tất cả những cái mọi thứ mình hỗ trợ bằng phần mềm Ultra View, còn hỗ trợ bảo hành gửi qua COD. Đấy, thì gửi qua một người gửi và một người nhận
thì khi mình gửi lại cho bên mình thì mình sẽ nhận, mình thanh toán cái hàng đấy. Còn khi mình bảo hành xong hay cả các bạn đổi hoặc là bảo hành là tùy lúc đấy chẳng ai xử lý, mình gửi lại đấy thì mỗi bên chịu một đầu cước đấy các bạn, bởi vì một đầu cước nó gửi sẽ rơi khoảng 3 đến 40 nghìn so với một cái vật nhỏ như này đấy. Thì chung là mình bán đi tỉnh rất là nhiều, nhưng cái trường hợp để mình phải nhận vào thì mình cũng chưa 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 có đây, mình nói thật các bạn là mình chưa có trường hợp đấy đấy. Có, mình có bán cho anh Tuấn Cao Bằng ở dàn nét thì mình bán cả dàn, thì anh có gửi con Vega ra test nhưng hóa ra Vega không phải lỗi, nhưng mà là do khe PCI của main của anh ấy nó bị dơ, nó không nhận cả màn hình, chứ không lỗi con Vega RX 580 các bạn nhé. Đấy chỉ một lần khách gửi ra để mình nhận thôi, nhưng mà cái tình trạng đấy không phải là sản phẩm lỗi mà gửi nhầm, nó không sao cả nhưng mà cứ gửi sang đấy. Thì hôm nay không nói dài dòng nữa, mình xin phép bill luôn bộ cây này cho anh Harry nhé, ở Đồng Nai các bạn nhé. Đấy, cấu hình điểm qua là sẽ main H81, RAM 8GB, i3 4150, GTX 750T và SSD 120GB, nguồn cooler master 460W. À, một pha led vỏ cây kính cường lực các bạn nhé. Thôi bây giờ sẽ đi build luôn cho anh thôi. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở cuối video. Mình sẽ ráp xong mình sẽ quay lên và mình sẽ trích xuất camera này ra để cho anh em xem tổng thể cái khu mình build, cho khách nhà mình yên tâm hơn các bạn nhé. Mình đã nhận 500.000 tiền cọc của anh rồi mà. Thế các bạn nhé. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em. Bye bye. A few moments later.
Đây, cây của anh Harry mình đã build xong rồi đây các bạn ơi. Đây. Khi phố chưa lên đèn là nó như này các bạn nhé. Cảm hình GTX 750T, hai fan cá lắc. Đấy. Ở đây là cái túi ốc mình để sẵn cho anh nè. 8 con, gồm có hai con gen nhỏ, hai con gen to để anh bắt HDD, anh bảo nhà anh có HDD rồi. Và để chờ sẵn một dây SATA xuống dưới gầm này và nguồn ổ cứng để sẵn dưới gầm này rồi. Để khi anh về anh lắp ổ cứng anh bắn vào đây này. Đây những cái chấu này chính là lắp ổ cứng anh nhá. Anh về anh lắp ổ cứng vào cái vị trí này cho em này, đặt ngang đặt dọc miễn là vừa vị trí là được. Xong anh lấy ốc ở đây anh bắt ra. Anh cắt dây thít này ra nhá. Để ở đây để cho anh đỡ bị quên và đỡ bị thất lạc. Chẳng may em có để ra ngoài thùng ấy. Em có để ra ngoài thùng thì chẳng may anh sẽ bị quên mất, anh vứt thùng đi. Đây thì em đã bảo là tặng anh ốc, tặng kèm hết đủ các thứ cho anh gọi là chu đáo nhất để cho khách hàng chỉ việc sử dụng thôi. Windows mình đã cài hết rồi. Windows 10 và các ứng dụng cơ bản là cài hết rồi bạn nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bật lên thôi. Đấy. Kiểm tra cấu hình nha các bạn. Đây, với thích 750T nha. Mùa bão giá VGA này giờ nó cũng cao rồi. Đây, cấu hình của anh đây. Đây, sẵn ứng dụng căn bản rồi. Đây là mình đã xong một cây này cho anh rồi. Anh ở nhà có màn hình rồi, nhưng màn hình cổ thì phải, đây chắc phải kèm theo cả cái này cho anh ấy. Cái bộ chuyển đây là chuyển DVI sang VGA này. Cái củ này thì không bao giờ hỏng được, chả có gì là hỏng, chỉ có đập thì mới hỏng, mới méo chân thì mới vứt đi rồi này. Đấy. Và tặng cho anh 20 mét dây mạng bấm sẵn đầu. Vào sẵn rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ đóng kính vào và mang sang bàn bên kia. Bàn kia bây giờ đã rơi vào 11 giờ đêm rồi. Sáng mai mình sẽ mang ra bưu cục vì Vietport gửi cho anh nhá. Để cho chạy thêm một chút nữa. Cái này chạy từ sáng rồi, như để cho khi dậy từ sáng là linh kiện rồi, khi lắp vào xong mình sẽ test tiếp các bạn nhá. Thôi. Xin cảm ơn tất cả anh em.